Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và trong video ngày hôm nay thì bên Zika chúng em giới thiệu các anh em top 4 mẫu loa thùng bass 30 hát karaoke và nghe nhạc hay nhất trong tầm giá từ 4.500.000 đồng cho đến 6.500.000 đồng. Thì đầu tiên xin mời các anh em đến với số 1 trong top 4 mẫu loa đang được quan tâm nhiều nhất, đó là mẫu loa Pioneer F75 với phân khúc giá 4.500.000 đồng, dòng loa 3 đường tiếng và 4 loa trên một thùng với con bát 30 và một con chung bằng kim loại 15 và hai con tép giấy. Công suất khai thác mắc được 350W một thùng, rất là phù hợp để ghép về âm ly và đẩy lên vang và đẩy chúng ta nghe nhạc hát karaoke. Và sau đây xin mời các anh em chúng ta cùng đeo tai phone và để nghe một trong những cái mẫu loa giá rẻ nhất trong phân khúc bát 30 dòng loa thùng. Và tiếp theo là mẫu thứ hai, đó là mẫu loa WeWood model là VK304. Dòng loa này cũng vẫn là dòng loa 3 đường tiếng nhưng được trang bị 5 loa trên một thùng bởi kết hợp giữa một con tép giấy và hai con siêu tép với con chung 15 và một bass 30 gần mút xốp. Ở đây mẫu này nó sẽ có cái màu sắc rất là mộc mạc, sang trọng, đẹp và công suất nó vẫn 350W và giá của mẫu VK304 này là 6 triệu đồng. Ok, mời các anh em nghe và chúng ta có cái so sánh và đánh giá chi tiết hơn về dòng loa này. Với chiều cao của mẫu loa này thì vẫn là 75 phân, nên gần ở trong cái top 4 này thì chúng em có những cái mẫu, có những cái sự lựa chọn nó gần như số đo, gần như là cân đối nhau hết các anh em ạ. Và tiếp theo em sẽ chuyển sang cái mẫu VK312 thì nó cũng cùng với thương hiệu WeWood và thông số nó cũng vẫn như cái con VK304 này, nên các anh em có thể xem và giá của nó cũng vẫn là 6 triệu. Mà các anh em chuyển sang cặp 312 để các anh em nghe. Và cuối cùng ở trong top 4 mẫu loa thùng karaoke gia đình với cái phân khúc giá như vậy thì có cặp loa CS88 của Pioneer. Dòng này thì có cái chiều cao của nó là 68 phân và sở hữu cho mình 6 loa trên một thùng, với dòng loa 3 đồng tiếng là 6 loa trên một thùng, trang bị một con bass 30 với màng FB và một con chung 15 màng kim loại và có đầy đủ cả giải trung trầm, trung cao và chép giấy và chép kèn. Ở mẫu này thì nó được thiết kế cái e-căng của nó với cái dạng tráng trám, mang một nét cổ điển rất là sang trọng, với vỏ gỗ của nó là vỏ gỗ tự nhiên, với dòng gỗ tự nhiên này đem được lại cái màu sắc cũng như cái đẹp, sự đẳng cấp sang trọng rất là nhiều. Và xin mời các anh em lắng nghe cái một đoạn nhạc của cái mẫu loa CS88 hiện tại đang ở cái giá đỉnh nhất trong cái top 4 đó là 6.500.000 đồng ạ. Thank you.
Vâng, với như vậy là một top 4 các mẫu loa thùng ở cái phân khúc giá 4,5 triệu đến 6,5 triệu, các bạn có thể tham khảo cái mẫu này qua hai số hotline, đó là 0963589192 và 0965503387, hoặc đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường Lâm, chúng em tư vấn thêm về 4 mẫu loa mà đang được các anh em đưa về phân khúc karaoke gia đình với cái phân khúc giá như vậy và hát và nghe nhạc rất là hay. Và cảm ơn các anh em rất là nhiều. Chúc các anh em có thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công trong cuộc sống, và hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho bên Guitar Audio chúng em. Cảm ơn các anh em, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo ạ.